Bảng F xứng đáng là bảng đấu tử thần tại Euro 2020, khi qua hai lượt trận vẫn chưa có đội bóng nào giành vé đi tiếp và cũng chưa có đội nào chắc chắn bị loại. Hãy cùng điểm qua cơ hội của các đội tại bảng đấu này. 1. Đội tuyển Đức. Khởi đầu với thất bại 0-1 trước Pháp, đội tuyển Đức đã lâm vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, sau chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha, Đức lại rộng cửa giành vé vào vòng 2, khi ở lượt trận cuối họ chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất bảng là Hungary. Dù ra quân khá thất vọng, nhưng trong trận thắng trước Bồ Đào Nha, đội tuyển Đức đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn với lối chơi được tổ chức chặt chẽ cùng những pha phối hợp đẳng cấp. Nếu tiếp tục giữ được phong độ như vậy, Đức hoàn toàn có thể đánh bại Hungary. Lịch sử cũng đang đứng về những cỗ xe tăng khi họ đã thắng 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Nếu chiến thắng, đội tuyển Đức sẽ có 6 điểm, chắc chắn giành vé đi tiếp và thậm chí có thể tranh ngôi đầu bảng. Nếu hòa, đội tuyển Đức nhiều khả năng giành vị trí thứ 3 và còn phải đợi kết quả ở các bảng đấu khác. 2. Đội tuyển Pháp. Với 4 điểm sau 2 trận, Pháp đang tạm đứng đầu bảng F. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể chắc chắn giành tấm vé đi tiếp. Ở trận đấu cuối, Pháp sẽ chạm trán đối thủ cực mạnh là Bồ Đào Nha. Dù có đội hình có phần trội hơn, nhưng Pháp chắc chắn sẽ có một trận đấu rất khó khăn. Ở trận chung kết Euro 2016 cách đây 5 năm, Pháp cũng là đội chơi áp đảo hơn, nhưng cuối cùng vẫn nhận thất bại 0-1 trước Bồ Đào Nha. Trận hòa trước Hungary cho thấy, Pháp dù có nhiều ngôi sao, nhưng nếu thiếu sự tập trung, họ vẫn có thể phải trả giá. Nếu thắng Bồ Đào Nha, Pháp sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng với 7 điểm. Nếu hòa, họ cũng sẽ đi tiếp với ít nhất là vị trí nhì bảng. Nếu thua, đội tuyển Pháp có thể tụt xuống vị trí thứ 3, nhưng vẫn còn cơ hội vào vòng trong. 3. Đội tuyển Bồ Đào Nha. Khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 3-0 trước Hungary, nhưng sau trận thua 2-4 trước Đức, Bồ Đào Nha lại đối mặt với nguy cơ bị loại. Trong trận đấu cuối với đội tuyển Pháp, họ cần giành ít nhất là 1 điểm để nuôi cơ hội đi tiếp. Để chắc chắn có vé, Bồ Đào Nha sẽ phải đánh bại đội tuyển Pháp. Nhưng đó là một nhiệm vụ rất khó khăn cho Ronaldo và các đồng đội. Trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại UEFA Nations League, Pháp đã thắng với tỷ số 1-0. Nếu Bồ Đào Nha hòa, họ sẽ có 4 điểm, khả năng sẽ xếp thứ 3 với hiệu số dương 1. Lúc đó, Bồ Đào Nha sẽ phải cạnh tranh với vị trí thứ 3 ở các bảng còn lại. Còn nếu thua, Bồ Đào Nha gần như chắc chắn sẽ bị loại. 4. Hungary 1 điểm. Dù chơi rất ấn tượng trong trận hòa 1-1 trước Pháp, nhưng cơ hội đi tiếp của Hungary quá nhỏ. Trong trận đấu cuối, họ không được phép hòa hay thua trước Đức, mà chỉ có thể nuôi cơ hội nếu chiến thắng. Kể cả có giành được 3 điểm, Hungary cũng không chắc đã đi tiếp khi họ chỉ có 4 điểm. Và với hiệu số đang là -3, Hungary cũng khó có cơ hội cạnh tranh với các vị trí thứ 3 của những bảng đấu khác.